Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hiện tượng y bác sĩ bỏ việc, máu, nước mắt và sự bạc bẽo của chính quyền. Trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là điểm nóng tại thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra hiện tượng y bác sĩ bỏ việc hàng loạt. Từ ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn gửi xuống, trong đó có đề nghị biện pháp nặng nhất là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của các y bác sĩ này. Việc này đang gây ra nhiều bức xúc cho đội ngũ nhân viên y tế ở các bệnh viện công. Nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà đã nêu ra ý kiến của mình cùng với nhiều thông tin tổng hợp về thực trạng căng thẳng, thiếu thốn trong công việc và nhiều bức xúc do chế độ ăn uống, sinh hoạt đang tác động trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần y bác sĩ phục vụ ở tuyến đầu chống dịch, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay khi họ đối mặt với các nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Đây là hình ảnh các y bác sĩ chống dịch COVID mệt mỏi sau ca trực ở một bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các đợt dịch lần 1, 2 và 3, đội ngũ hỗ trợ chống dịch chủ yếu là tình nguyện, thì trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, hầu hết nhân viên y tế tuyến đầu là từ các bệnh viện phân công. Có nghĩa là lên danh sách bắt buộc đi hết, kể cả trưởng, phó khoa, ngoại trừ các trường hợp có con nhỏ dưới 2 tuổi, vợ hoặc chồng được xác nhận đang đi bệnh viện dã chiến hoặc có bệnh nền đang điều trị như ung thư chẳng hạn. Nhóm này về thì nhóm khác lại đi, văn bản phân công là 5 tuần, về thì cách ly 7 ngày xong, đi làm và chờ đi tour tiếp theo. Mới đây, tân giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cũng đề xuất tăng lên 6 tuần nhưng bị phản đối quá, nên hiện nay vẫn là 5 tuần trên một đợt phục vụ đại dịch. Tuy nhiên thực tế công việc tại các bệnh viện ít vì các thành phố giờ chữa mỗi COVID nên có những người đi bệnh viện dã chiến 3 tháng nay chưa về. Về phân công nhân sự mới nhất ngày 4 tháng 9 cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng của ông Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thì mỗi bác sĩ và điều dưỡng viên hàng ngày phải quản lý và chăm sóc từ 140 đến 150 bệnh nhân với mỗi tour làm việc từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ trên mỗi ngày, trực cấp cứu 12 tiếng trên mỗi ngày và điều kiện đồ bảo hộ kín mít dễ gây mất nước, kiệt sức và gần như ngủ cũng mang cả khẩu trang luôn. Thứ nhất là bất hợp lý đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của các nhân viên y tế đang phục vụ tại tuyến đầu này. Về đời sống, nhân viên y tế được phát cơm hộp với suất ăn hiện tại theo chế độ là 120.000 đồng trên mỗi ngày. Một bác sĩ đang ở bệnh viện dã chiến cho hay, nhân viên y tế chúng tôi ăn như thế này, như trong hình, trong khu cấp cứu F0 là một phần cơm, một ít thịt hoặc cá kho, một bọc ni lông nho nhỏ đựng canh rau cho trưa và chiều, sáng được cái bánh ngọt, muốn ăn gì thêm thì nhà tiếp tế lên nên cũng không biết mình được 120.000 đồng tiền ăn mỗi ngày hay không. Nhóm y bác sĩ, đội tôi có ngày không có gì ăn cả, ra hỏi thì bảo buổi sáng không đăng ký cơm thì không có. Bác sĩ đội trưởng là làm giữ lên thì được bảo phải ký tên nhận 4 phần cơm. Mấy bạn y tá vừa ăn vừa khóc. Tức là những ngày trước vẫn phát cơm, chứ ăn ngày nào báo ngày đó thì không nói làm gì. Đây là hình ảnh suất cơm thực tế mà y bác sĩ chụp lại. Sau này họ mới biết đó là khẩu phần tiêu chuẩn 120.000 đồng mỗi ngày. Suất cơm này nếu mua ở các cơm tư nhân thì chỉ có giá từ 10 đến 15.000 đồng mà thôi. Rõ ràng các y bác sĩ đã bị ăn bớt cả suất ăn. Nhân viên y tế làm công việc chống dịch cho địa phương mà phát cơm như phát chuẩn, lại còn bắt ký tên, lúc nào anh em cũng tự động viên nhau giáng lên, chúng ta đang đi chống dịch. Lý do nhân viên y tế bỏ việc hàng loạt, ngoài ra còn có rất nhiều và vô vàn các lý do khác. Có người thì nhà có con nhỏ hoặc cha mẹ già không đi chống dịch được. Cũng có người sợ vì phải chết. Một số y bác sĩ đã viết trên trang cá nhân của mình như sau. Trước khi trừng phạt những nhân viên y tế có ý định từ bỏ cuộc chiến không cần sức này, xin hỏi Bộ Y tế đã có một khoản chu cấp nào đáng kể từ đầu dịch đến giờ cho họ yên tâm làm việc hay không? Và nếu có, nó cũng không phải là điều kiện ràng buộc họ phải ném mình vào nơi cực kỳ nguy hiểm như vậy. Tôi chưa bỏ cuộc, nhưng sẽ không dám lên án đồng nghiệp nào rụ áo ra đi, còn chúc họ và gia đình bình an vì biết đâu sẽ có ngày tôi cũng đầu hàng. Những trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 trong quá trình công tác thì được điều chuyển lên khu người bệnh. Suất ăn của nhân viên y tế được chuyển sang tiêu chuẩn suất ăn của người bệnh
là chỉ có 80.000 đồng một ngày. Việc làm này khiến cho tinh thần nhân viên y tế không may nhiễm bệnh lại càng thêm suy sụp và họ không còn muốn làm việc nữa. Đây cũng là một trong những lý do rất nhiều nhân viên y tế đã đồng loạt ra khỏi ngành y. Lực lượng an ninh, quân sự thì thường xuyên kiểm tra nghiêm khắc với lực lượng y tế mỗi khi ra ngoài mua thêm đồ ăn, thức uống để bổ sung cho cá nhân. Yêu cầu nhân viên y tế mở túi để kiểm tra, đây là điều mà các chốt kiểm tra đã bắt làm. Điều này ảnh hưởng đến đời tư của mỗi cá nhân, tạo cảm giác không thoải mái, ảnh hưởng đến tinh thần của các nhân viên y tế đang gồng mình chống dịch. Đây là hình ảnh số liệu của trang quốc tế cho thấy Việt Nam có số người nhiễm COVID-19 chỉ hơn 1/3 so với Thái Lan, nhưng số người chết đã vượt cao hơn Thái Lan và số ca hồi phục chỉ có 53%, trong khi Thái Lan có 85% bệnh nhân đã hồi phục. Theo bảng phân bổ ngân sách nhà nước của Quốc hội Việt Nam vào năm 2021, ngành y tế được chi 9,7 ngàn tỷ đồng, còn ngành công an được chi gần 98 ngàn tỷ đồng. Như vậy, Bộ Công an được chi gấp 10 lần Bộ Y tế. Tiền thế của người dân chủ yếu để nuôi bộ máy ăn lương nhà nước và lực lượng bảo vệ đảng và cai trị dân. Còn về vấn đề an sinh xã hội của dân thì dân tự lo, y tế, giáo dục, xây dựng là xã hội hóa hết. Ông Sơn, một thầy thuốc, người biết rất rõ, mỗi bác nói rằng mỗi bác sĩ điều dưỡng hàng ngày phải chăm sóc và quản lý từ 140 đến 150 người bệnh. Biết rất rõ mỗi ca trực kéo dài từ 8 đến 10 tiếng hàng ngày trong điều kiện mặc trang phục bảo hộ liên tục và trong điều kiện những suất cơm khó ăn, không hợp khẩu vị và rất đáng chê trách này. Vậy mà cái công văn dọa thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu nhân viên y tế nghỉ việc vẫn ký như một gáo nước lạnh, như một cái tát gây bức xúc suốt mấy ngày qua trong đội ngũ các bác sĩ và y tá phục vụ trên tuyến đầu chống dịch. Người bác sĩ cấp cứu chứng kiến những ca hấp hối ra đi còn nhiều hơn các vị ăn cơm uống nước mỗi ngày. Vừa hôm qua trắng đêm với 5 bệnh nhân tử vong, 5 bệnh nhân nguy kịch, đe dọa tử vong, đã đặt câu hỏi lúc đó các vị đang ở đâu? Nhân viên y tế cũng là người, cũng chỉ có hai bàn tay, có vui, có buồn và cũng mệt mỏi chứ đâu phải là robot. Để buộc người ta phải cống hiến, phải hy sinh, phải không được xin nghỉ dù vượt quá sức chịu đựng. Dòng trạng thái trên trang Facebook của người bác sĩ có tựa đề như sau: nghề của máu và nước mắt, nhẽ ra phải thêm vào đó hai chữ bạc bẽo nữa. Mà thật là bạc bẽo, cái sự bạc bẽo không biết đến từ đâu để đến ngay từ những đồng nghiệp và ngay từ những cấp chính quyền không quan tâm tới họ. Những đồng nghiệp cũng mang danh thầy thuốc giờ đã thay con dao mổ bằng ngón tay trỏ. Nhà báo Đào Tuấn thì nêu bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trường Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế. Còn Facebook Thủy thì viết như sau: đọc mà thương quá, chính quyền thì vắt chanh bỏ vỏ, càng dịch càng tham nhũng, đến tiền ăn của y bác sĩ cũng bị cắt xén đến như vậy. Bị đối xử như thế thì hỏi ai còn muốn tiếp tục cống hiến nữa. Facebook Hồ Nguyễn thì chia sẻ: có nhiều vấn đề bất cập và nỗi bức xúc cho đội ngũ y bác sĩ lắm. Ai có người thân là y bác sĩ mới có thể đồng cảm với họ được. Tôi sẽ trích dẫn thêm vài ý kiến cho người hình dung nhé. Làm việc cường độ rất cao, có những người F0 vẫn phải đi làm. Có rất nhiều lần họ không có đủ đồ bảo hộ, khẩu trang thì tái sử dụng. Làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, hầu như không được nghỉ ngơi, đa số là không dám uống nước vì sợ đi tiểu, mà đi tiểu thì phải thay quần áo, tắm rửa. Vì tiết kiệm cho bệnh viện nên họ đã hy sinh luôn cả sức khỏe. Dù họ thừa biết khi mồ hôi tiết ra nhiều mà không bổ sung nước, không bài tiết thì sẽ dẫn đến hư thận. Ăn uống thì thiếu thốn lắm, có khi cả ngày chỉ ăn những gói mì sống. Nghỉ ngơi thì nghỉ bất cứ nơi đâu, thậm chí trải chiếu ngủ trong nhà vệ sinh. Người họ đầy ghẻ, họ rất mặc cảm nhưng vẫn phải vì đạo đức nghề nghiệp và nghề y họ vẫn phải vui vẻ chấp nhận đi làm tới khuya 2 đến 3 giờ sáng, về tới chỗ nghỉ toàn tắm nước lạnh. Ai có kiến thức thì thừa hiểu việc này dễ dẫn đến đột quỵ, viêm phổi cấp về sau. Bạn nhớ về trường hợp của anh Vũ Vân Quang Long, Việt Quang cũng như vậy. Và Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban đầu kêu gọi họ tình nguyện, họ vui vẻ chấp nhận, không so đo về phụ cấp. Nhưng giờ khi họ mệt mỏi thì bị ép, mà chính sách phụ cấp thì không thỏa đáng. Y bác sĩ dù như thế nào vẫn là một con người. Họ trước khi vào ghế ngành y, đa số là những con người chỉ quen việc học tập. Họ đâu quen với việc chiến đấu như anh bộ đội hoặc lính đặc công. Đây là hình ảnh nhân viên y tế tranh thủ ngủ giữa giờ sau ca trực. Họ không phải vô cảm, vô đạo đức rời bỏ bệnh nhân,
cũng chẳng phải vô trách nhiệm bỏ trốn vì họ mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi và hơn hết cần sự động viên và thấu cảm từ cấp trên. Nghề y hay nghề nào cũng vậy, suy cho cùng cũng chỉ là mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình, cũng chỉ là người lao động. Người lao động có quyền thôi việc, chuyển công tác nếu họ cảm thấy sự cống hiến của họ không được tôn trọng, sức khỏe và tinh thần của họ có vấn đề, luật lao động đã quy định rõ như vậy. Còn Facebook Khúc Thụy Du thì nêu bình luận như sau. Từ chuyện chùi nhà vệ sinh cho tới giành giật từng hơi thở đối với bệnh nhân cúm Tàu, đội ngũ y bác sĩ hiện nay gần như kiệt sức. Chưa kể những sang chấn tâm lý với họ, ngày ngày đối diện với những cái chết và sự lo sợ của người thân họ. Vài trường hợp đảo nhiệm cũng là bình thường mà thôi. Họ không là thánh nhân. Lẽ ra lúc này họ phải nhận lời an ủi, chia sẻ, động viên. Nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công văn số 7330 một cách hết sức vô cảm. Các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức ngành nghề, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Và liệu với một bác sĩ khi chăm sóc vài chục bệnh nhân làm sao tránh được thiếu sót? Điều này rất dễ quy ra bị vi phạm, cái giá họ phải trả là tước chứng chỉ hành nghề. Nếu như họ vi phạm đã có luật, tại sao phải mang công văn ra dọa họ lúc này? Họ đã bị vắt kiệt sức mình hơn một và đằng sau chiếc áo blue gear còn bao nhiêu sức ép, vậy mà thêm chiếc roi phía sau của Bộ Y tế canh chừng trên bờ ruộng. Xin đừng biến họ thành công cụ và đừng để sự vô ơn dẫn lối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 9 năm 2021 với bản tin Hiện tượng y bác sĩ bỏ việc, máu, nước mắt và sự bạc bẽo của chính quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.